này, qua đây, qua đây. Qua đây. Con buông em đột ngột ơi, tại em té đó biết không? Rung tay hết trơn. Ủa ngồi quá. Ủa chai nước ở đâu vậy con? Hả? Đâu có, chưa mà. Lượm lên, không có xả rác bừa bãi, lượm lên bỏ thùng rác đàng hoàng. Rác đằng kia kìa. Đưa cho nước cho em uống với Khang. Kìa thùng rác đằng kia kìa. Rác đằng kia kìa. Đi đi, bỏ đi con. Đi đi, anh hai này bỏ đồng rác giùm em đi. Lượm lên anh Quang. Nghe em ơi. Ờ đi đi đi. Giang này Giang nó mới vô á, Giang với Tiền mới vô. Ờ đi đi đi. Ừ đây, ừ đây. Còn đâu anh ăn nữa. Má mẹ gọi em là đi mau. Ừ rồi. Mẹ ơi, 1, 2, 3, lẹ lên. Rồi cho lẹ lên đây. Bóng đem mấy mấy tấm nữa. Bóng đi tổng luôn rồi. Đi vô ngồi nghỉ đi. Giang ơi, đi không? Đi bên kia không? Anh đứng quay đi nè. Đi đâu vậy? Nè. Người ta đến.